Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn kỹ thuật full nano ombre. Ở đây mình đã có một cái chân mày sẵn và mình sẽ chia cái chân mày ra làm 3 lớp nhé. Ở lớp đầu tiên mình sẽ đi full hết chân mày để tạo một lớp nền. Lớp số 2, phần đầu mình sẽ thụt vào giống như soft brown hôm bữa mình đã học, và khung trên mình thụt xuống 1.5 mm. Lớp số 3, phần đầu mình lại tiếp tục thụt vào giống như soft brown, và khung trên mình thụt xuống so với lớp 2 1.5 mm, tức là mình chỉ đánh đến nửa chân mày thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ đánh nhá. Phần đuôi mình có thể kéo một chiều từ ngoài vào trong người để tạo độ sắc nét cho phần đuôi nhé. Nhưng mà mọi người nên lưu ý dùm em, dùm mình là khi mình kéo phần đuôi vào thì mình vẫn là đánh kỹ thuật giải hạt nha, chứ mình không có tô nhá, để tạo cái đuôi cho nó có độ nảy hạt và nó không bị bết màu nhá. Mình vẫn đánh 5 lần lên xuống nha các bạn. Rồi khi mình đi vào khoảng tầm được 1 cm rồi thì bắt đầu mình sẽ tạo hiệu ứng nhé. Mình sẽ đánh 5 lượt lên xuống, nhưng khi xuống dưới khung dưới mình bắt đầu khít tay lại, và lên đến khung trên mình nhả tay đánh thưa dần ra. Rồi xuống mình lại khít lại này. Khít này. Bắt đầu mình thưa dần khi lên khung trên, thưa dần nha mọi người, nhớ là thưa dần nha. Rồi cứ thế mình sẽ làm đánh hiệu ứng như vậy đến hết chân mày luôn. Lớp đầu tiên mình sẽ đánh được khoảng tầm 50-60%, hoàn thành 50-60% màu sắc của một cái chân mày. Tức là mình phải giữ được cái lớp nền nhé. Và mình sẽ tạo luôn được hiệu ứng ombre ngay từ lớp đầu tiên luôn. Ở dưới mình đánh khít này, sau đó lên trên mình thưa dần tay ra. Rồi thưa này, xong xuống mình lại khít dần lại này. Khít dần xuống dưới khung dưới lại sẽ khít nhất, nhớ mọi người nhớ khít nhất, nhưng mà mọi người không được đánh quá nhiều lượt lên trên một đường khung dưới thì nó sẽ bị bết khung dưới nha. Mình đậm ở khung dưới nhưng không được bết khung dưới. Rồi đến phần này khó nhất của cái chân mày, đó là phần eo và phần đỉnh, thì mình lại tiếp tục tạt cong, hơi cong nhẹ tay nhé. Mình sẽ chùi đi một húc đuôi để mình kiểm tra lực đây. Rồi, lực tay mình rất là chuẩn nhé. Khi mà mực đã bám là mình đã thấy lực tay rất là chuẩn rồi. Tiếp tục mình vẫn giữ lực tay như vậy và mình đánh đến hết chân mày. Húc cua đây, mình sẽ đánh hơi cong nhẹ tay một xíu và nên tản một chiều nhé, nó sẽ dễ hơn. Lên đến đỉnh cũng vậy. Nhưng mọi người vẫn nhớ là khi mình đánh húc cua thì mình vẫn là đánh khít ở dưới và thưa tay dần lên trên khung trên nha. Đây khít này, thật khít này. Thưa dần ra này, thưa dần ra và rất thưa ở khung trên, rất thưa luôn. Và nhẹ tay lại một xíu nhé, lên khung trên mình sẽ nhẹ lại một xíu để tránh trường hợp nó bị bết phần đỉnh.
Rồi, khi mình đã dần ra lên phần đầu rồi, mình lại tiếp tục gì? Vẫn là khít ở dưới khung dưới và thưa dần lên trên. Nhưng mà mình sẽ gì đánh lơi tay ra nhá. Tức là mình đánh đẩy hạt, lên một tí. Và lực tay mình nhẹ lại. Mình đánh thưa lại nha. Vẫn là khít ở khung dưới. Nhưng mọi người nhớ là cái phần đầu ấy, một khá là nhiều bạn không hiểu về cái ombre. Là tức là mình đánh ombre là mình đánh đậm ở khung dưới và nhảy dần lên trên. Nhưng mà ra đến phần đầu thì mình phải đánh vẫn là đậm ở dưới, nhưng mà nó chỉ là hơi hơi đậm hơn so với trên thôi, chứ không phải là mình nhấn rõ như ở phần đuôi, thì trong cái đầu nó sẽ rất là bị cứng nhé, nó không được tự nhiên. Phần đầu mình nên lưu ý là mình đánh thật thưa và nhẹ tay lại nha, để cho nó màu thật bụi thôi nó mới đẹp. Rồi xong là mình sẽ lau đi. Sau khi mình lau đi là mình đã có một cái lớp nền hoàn hảo. Mình thấy là nó đã đậm ở dưới và nhạt dần ở trên. Rồi bây giờ nhé, khi mà mình thấy chỗ nào nó thiếu, mình lại thêm mực vào. Sau đó bắt đầu mình mới đánh đến lớp số 2 nha. Đây là mình đang thêm mực ở những chỗ thiếu đấy ạ. Rồi, sau khi hoàn thành lớp 1, mình sang lớp 2. Cái đầu mình thụt vào như shop brow hôm bữa mình đã được học. Đấy, mình gióng nhẹ lên một đường. Và khung trên mình thụt xuống 1.5 mm, mình gióng lại một đường. Mọi người lưu ý dùm, mình là cái phần đuôi mọi người đừng đánh ombre nha. Cái đuôi mà đánh ombre thì bong ra nó sẽ bị, nó bị teo lại rất là nhỏ. Cho nên là đuôi mình đánh shop brow bình thường. Mình chỉ ombre khi mà đến gần sát phần đỉnh khoảng 1 phân thôi, trở lại đầu là mình sẽ ombre. Mình sẽ đánh đổ bóng. Rồi lớp số 2 mình vẫn đánh y chang lớp 1, vẫn là khít ở khung dưới và thưa dần tay lên trên. Và lực tay của lớp số 2 này mọi người lưu ý là sẽ nhẹ hơn lớp 1 một xíu nha. Rồi cái bí quyết để cái lớp số 2 này tạo được cái khối đẹp và không bị ngấn. Nhiều bạn đánh là sẽ bị ngấn cái khối, cái phần mà chỗ mà phân đoạn giữa lớp 1 và lớp 2 nó sẽ bị ngấn. Thì mình sẽ đánh ở khung dưới, mình đánh ngang đường kim ra so với cái khung. Mình đi lên trên bắt đầu mình tạt xéo này. Mình sẽ tạt xéo cái đường kim lên để nó phá được cái ranh giới của lớp số 1 và lớp số 2 ra. Nó sẽ không bị ngấn nha. Đó, mình tạt xéo đây. Đấy, và mình nhẹ tay nhé. Khi mình lên trên khung trên mình sẽ thật nhẹ tay nhé, để nó không bị ngấn nhé các bạn. Rồi các bạn nhìn lại nhé. Rồi khung dưới mình đánh ngang này, để nó ôm được sát cái khung đây. Khít tay. Đi lên trên mình sẽ gì? Xéo tay dần lên trên. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, xong rồi xuống mình lại ngang tay ra và khít lại. Lên trên mình lại thưa ra và đánh xéo nha. Rồi mình sẽ làm như vậy đến hết lớp số 2 nhé. Thank you.
Rồi sau khi xong lớp số 2, mình sẽ làm xong lớp số 3. Phần đầu mình sẽ thụt vào giống như shop ra hôm bữa mình đã hướng dẫn nha. Các bạn chưa biết thụt đầu như nào thì các bạn xem lại cái clip trước đó. Và khung trên mình thụt đến nửa chân mày thôi ạ. Rồi tiếp tục mình lại đánh gì? Ngang ở khung dưới, khít ở khung dưới và thưa dần lên khung trên, và lên trên mình sẽ đánh xéo tay ra. Lớp số 3 là mình sẽ đánh nhẹ tay nhất nhé trong 3 lớp. Rồi mình sẽ làm tiếp tục như vậy đến hết chân mày. Rồi sau khi mình đánh xong 3 lớp, mình sẽ xoay cái miếng da lại và mình xem là những chỗ nào thiếu mực, mình sẽ nhấn thêm vào những chỗ đó nha. Và mình sẽ nhấn thêm ở phần khung dưới cho nó nét và làm nổi được phần khung dưới lên. Chân mày ombre này sẽ phù hợp cho những khách hàng có hốc mắt sâu và cá tính. Họ thích nét đẹp sexy, cá tính quyến rũ, sắc nét nhưng mà vẫn phải tạo độ tự nhiên cho họ. Nên là cái ombre, cái khung dưới nó nét, nó tạo độ sexy, độ sắc nét cho chân mày. Nhưng khung trên, ở phía bên trên thì nó lại sẽ không bị đóng khung, để tạo độ tự nhiên nhất có thể nhé. Đây, mình đã làm xong rồi. Chúc các bạn thành công nha. Ở trên là shop brow, ở dưới là ombre, mọi người có thể thấy nó rất là khác biệt nhé. Rồi, chúc các bạn thành công.